Hello everyone, welcome to my videos for learning Vietnamese language again. Today we learn classifier con for living things, animal or some people. At first we have some word here. Con chim, a bird. Please read with me again. Con chim, a bird. Con khỉ, a monkey. Con ngựa, a horse. Con rắn, a snake. Con mũi, a mosquito. Con bò, a cow. Con chuột, a mouse. Con cá, a fish. Con trai, a boy. Con gái, a girl. Now we can have some informed question and answer with con and gì, what. Now we review again the vocabulary we have learned before. Đây, this, là, to be, and this are, gì, what. Đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con gì? What animal it is? Đây là con gà. Đây là con gà. This is a chicken. Con gì đây? Con gì đây? What animal it is? Đây là con heo. Đây là con heo. This is a pig. As we have learned before that, the popular structure for the Vietnamese question, is this a what animal? And the second structure we have here, what animal it is. So these two structures are very popular in Vietnamese language when you want to make the question. Now you read with me again. Đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con gà. Con gì đây? Con gì đây? Đây là con heo. Now we have some more question. Đây là con gì? Đây là con gì? What animal is this? Đây là con cá. Đây là con cá. This is a fish. Con gì đây? Con gì đây? What animal is this? Đây là con ngựa. Đây là con ngựa. Đây là con ngựa. This is a horse. Now, we have some more question and answer with con and gì. As usual, we review the vocabulary again. Đây, this, là, to be and this are, gì, what, những, or các, for plural. As we have learned before that, in the Vietnamese language, when you want to say plural, or when you want to make plural sentence, you just have the word những or các before the noun. You do not need to change the noun and change the verb like in English language. Now look in the sentence. Đây là những con gì? Đây là những con gì? Đây là những con gì? What animals are these? Đây là những con chim. Đây là những con chim. Đây là những con chim. These are birds. Những con gì đây? Những con gì đây? Những con gì đây? What animals are these? Đây là những con bò. Đây là những con bò. Đây là những con bò. These are cows. Now we have some general question and answer with con. As usual, we review the vocabulary again. Phải không? Is that correct? Phải không? Is that correct? Là, to be and is a. Phải, or đúng, correct. Vâng, or dạ, yes. Không, no. Không phải, or không đúng, is not correct. Đây là con mèo, phải không? Đây là con mèo, phải không? Đây là con mèo, phải không? Is this animal a cat? Vâng, nó là con mèo. Vâng, nó là con mèo.
Vâng, nó là con mèo. Phải, nó là con mèo. Phải, nó là con mèo. Phải, nó là con mèo. Yes, it is. Đây là con chó, phải không? Đây là con chó, phải không? Đây là con chó, phải không? It is animal đó. You can answer. Vâng. Oh, dạ. Oh, phải. Oh, đúng. Oh, I mean, yes. We have some more general question and answer with con. Review again. Đây, this, là, to be, MSR. Phải. Oh, đúng. Correct. Vâng. Oh, dạ. Yes. Không. No. Không phải. Oh, không đúng. Not correct. Đây là con ngựa, phải không? Đây là con ngựa, phải không? Đây là con ngựa, phải không? It is animal horse. Không, nó không phải là con ngựa. Không, nó không phải là con ngựa. Không, nó không phải là con ngựa. No, it is not. Đây là con bò, phải không? Đây là con bò, phải không? Đây là con bò, phải không? It is animal cow. Không, không phải, không đúng. Không, không phải, không đúng. No, it is not. Now we have some more general question and answer with con. Đây là con heo phải không? Đây là con heo phải không? It is animal big. Không, nó không phải là con heo. Không, nó không phải là con heo. No, it is not. Đây là con mèo phải không? Đây là con mèo phải không? It is animal cat. Không, không phải, không đúng. No. Đây là con thỏ phải không? Đây là con thỏ phải không? Đây là con thỏ phải không? It is animal rabbit. Phải, nó là con thỏ. Phải, nó là con thỏ. Vâng, nó là con thỏ. Vâng, nó là con thỏ. Yes, it is. Đây là con chuột phải không? Đây là con chuột phải không? It is animal a mouse. Vâng, dạ, phải. Now you do it with me. Now you do it with me all again. Đây là con heo phải không? Không, nó không phải là con heo. Đây là con mèo phải không? Không, không phải, không đúng. Đây là con thỏ phải không? Phải, nó là con thỏ. Đây là con chuột phải không? Vâng, dạ, phải. Okay, good. You like one more time? Okay. Đây là con heo, phải không? Không, nó không phải là con heo. No, it is not. Đây là con mèo, phải không? It is animal cat. Không, o, không phải. O, không đúng. No, it is not. Đây là con thỏ, phải không? It is animal rabbit. Phải, nó là con thỏ. Vâng, nó là con thỏ. Yes, it is. Đây là con chuột, phải không? Đây là con chuột, phải không? It is animal mouse. Vâng, dạ, phải. Oh, good. Now we have some more sentence with con and verbs. As usual, we review again. Day or night. This. Thích. Like. Vâng, or dạ. Yes. Không. No. And we have some subject here. Anh for you, young man. Chị for you, young women. Em for you, younger men, women. Bạn for you, friends, same age. Tôi, I. Chúng tôi, we. As we learned before that, the word you in English can have a lot of meaning in the Vietnamese language. According to the people's age, when you are talking to an older man, you can call him by anh. Well, when you are talking to an older woman, you can call her by chị. When you are talking to younger people, you can call them em. When you are talking to your friends or the people you think they have the same age to you, you can call them bạn. Tôi for I, chúng tôi for we. Now we look in the sentence. Anh thích con chó này không? Anh thích con chó này không? Anh thích con chó này không? Do you like this dog? Vâng, tôi thích con chó này. Vâng,
Tôi thích con chó này. Vâng, tôi thích con chó này. Yes, I do. Anh thích con cá này không? Anh thích con cá này không? Anh thích con cá này không? You like this fish? Vâng. Oh, yeah. Oh, phải. Oh, đúng. Yes. Okay. We can have some more question here. Anh thích con chuột này không? Anh thích con chuột này không? Anh thích con chuột này không? Do you like this mouse? Không. Tôi không thích con chuột này. Không. Tôi không thích con chuột này. No, I do not. Anh thích con heo này không? Anh thích con heo này không? Anh thích con heo này không? Do you like this bit? Không. Now we have some more general question and answer with con. We have a new vocabulary here. Mua, buy. Anh mua con mèo. Anh mua con mèo này không? Anh mua con mèo này không? Anh mua con mèo này không? Do you buy this cat? Không. Tôi không mua con mèo này. Không. Tôi không mua con mèo này. No, I do not. Anh mua con chó này không? Anh mua con chó này không? Anh mua con chó này không? Do you buy this dog? Không. Anh mua con chim này không? Anh mua con chim này không? Anh mua con chim này không? Do you buy this bird? Vâng, tôi mua. Anh mua con cá này không? Anh mua con cá này không? Anh mua con cá này không? Do you buy this fish? Yeah, or có, or vâng. Now you have a two verb here. Mua, buy, muốn, want. And we will have some more general question and answer with con. Anh muốn mua con gà này không? Anh muốn mua con gà này không? Anh muốn mua con gà này không? Do you want to buy this chicken? Không, tôi không muốn mua con gà này. Không, tôi không muốn mua con gà này. Không, tôi không muốn mua con gà này. No, I do not. Anh muốn mua con cá này không? Anh muốn mua con cá này không? Anh muốn mua con cá này không? Do you want to buy this fish? Không. Anh muốn mua con thỏ này không? Anh muốn mua con thỏ này không? Anh muốn mua con thỏ này không? Do you want to buy this rabbit? Vâng, tôi muốn mua. Anh muốn mua con ngựa này không? Anh muốn mua con ngựa này không? Anh muốn mua con ngựa này không? Do you want to buy this horse? Dạ, có, vâng. Now you can read with me all again the question and answer. Anh muốn mua con gà này không? Không, tôi không muốn mua con gà này. Anh muốn mua con cá này không? Không. Anh muốn mua con thỏ này không? Vâng, tôi muốn mua. Anh muốn mua con ngựa này không? Dạ, có, vâng. Oh, we can go to next question. Here we have some new vocabulary also. Day or night. This, dead, pretty, tốt, good, vâng, or dạ, yes, không, no, có, to have. Con chó này đẹp không? Con chó này đẹp không? Con chó này đẹp không? Is this dog pretty? Không, con chó này không đẹp. Không, con chó này không đẹp. No, it's not. Con mèo này tốt không? Con mèo tốt không? Con mèo tốt không? Is this cat good? Không. Again, we can review again some vocabulary here. Day or night. This. Vâng or dạ. Yes. Khôn. Clever. Khôn. Clever. Giỏi. Excellent. Giỏi. Excellent. Giỏi. Excellent. Không. No. Không. No. Có. To have. Có. To have. Again. Day or night. This.
khôn, clever, giỏi, excellent, vâng, or dạ, yes, không, no, có, to have. Con chim này khôn không? Con chim này khôn không? Con chim này khôn không? It is but clever. Vâng, con chim này khôn. Vâng, con chim này khôn. Vâng, con chim này khôn. Yes, it is. Con chó này giỏi không? Con chó này giỏi không? Con chó này giỏi không? It is dog excellent. You can answer. Vâng. Oh, yeah. Oh, phải. Oh, đúng. Oh, mean yes. We can read all again. The question. Con chim này khôn không? Vâng. Con chim này khôn. Con chó này giỏi không? Vâng. Dạ. Yeah. Phải. Đúng. Now we have some more vocabulary here. Again, we review. Đây, này, this. Nhanh, quick. To or lớn, big. Vâng, or dạ, yeah, yes. Có, không. A yes, no question. Nhỏ, small. You pay attention that in the Vietnamese language, if you see a word có and a word không in the same sentence, it should be a yes, no question. We can see in the following example. Now, read with me again. Day or night, this, nhanh, quick, to or lớn, big, vâng or dạ, yes, có, không, yes, no question, nhỏ, small. Con ngựa này to không? Con ngựa này to không? Con ngựa này to không? It is horse big. Không, con ngựa này không to, con ngựa này nhỏ. Không, con ngựa này không to, con ngựa này nhỏ. Không, con ngựa này không to, con ngựa này nhỏ. No, it's not, it's small. Con thỏ này nhanh không? Con thỏ này nhanh không? Con thỏ này nhanh không? It is rapid quick. Không. Now, we have some more question. You have a review again, this vocabulary again. We have some new vocabulary here. Day, này, this, nhanh, quick, to or lớn, big, rất, very, có, không, yet no question, nhỏ, small. Con ngựa này nhanh không? Con ngựa này nhanh không? Con ngựa này nhanh không? It is horse quick. Dạ không, no. Con thỏ này nhanh không? Con thỏ này nhanh không? Con thỏ này nhanh không? It is rapid quick. Dạ, rất nhanh. Dạ, rất nhanh. Yes, very quick. Okay, we can have some more question here. But before that, I would like you to read the question again. Yeah. Con ngựa này nhanh không? It is horse quick. Dạ không. Con thỏ này nhanh không? It is rapid quick. Dạ, rất nhanh. You pay attention that to answer the question, con thỏ này nhanh không? It is rapid quick. We just answer, dạ, rất nhanh. Yes, very quick. This is a very popular answer in the Vietnamese language. A very short answer. Con thỏ này nhanh không? It is rapid quick. Dạ, rất nhanh. Yes, very quick. Now, we can have some new vocabulary here also. Day or night, this, nhanh, quickly, chậm, slowly, có, không, yet no question, chạy, run, khỏe, strongly, again. Day or night, this, nhanh, quickly, chậm, slowly, có, không, yet no question, chạy, run, khỏe, strongly. Con ngựa này chạy nhanh không? Con ngựa này chạy nhanh không? Con ngựa này chạy nhanh không? Does this horse run quickly? Không, con ngựa này chạy không nhanh. Không, con ngựa này chạy không nhanh. Không, con ngựa này chạy không nhanh. No, it does not. Con thỏ này chạy chậm không? Con thỏ này chạy chậm không?
Con thỏ này chạy chậm không? Does this rabbit run slowly? Không. We have some new vocabulary here also. Please read with me again. Day or night, this. High, well, beautifully. Hot to sin. Có, không, yes, no question. Ăn, to eat. Dở, badly. Again, day or night, this. High, well, beautifully. Hot to sin. Có, không, yes, no question. Ăn, to eat. Dở, badly. Con chim này hot hay không? Con chim này hot hay không? Con chim này hot hay không? Does this bird sing beautifully? Không, con chim này hot không hay. Không, con chim này hot không hay. Không, con chim này hot không hay. No, it does not. Con chim này hot dở không? Con chim này hot dở không? Con chim này hot dở không? Does this bird sing badly? Không. Now, we can review some vocabulary here. With me again. Day or night, this. High, well, beautifully. Hot to sin. Có, không, yes, no question. Ăn, to eat. Nhanh, quickly. Con chim này hot hay không? Con chim này hot hay không? Con chim này hot hay không? Does this bird sing beautifully? Vâng, con chim này hot hay. Vâng, con chim này hot hay. Yes, it does. Con heo này ăn nhanh không? Con heo này ăn nhanh không? Con heo này ăn nhanh không? Does this pig eat quickly? Vâng, yes. Now you have some more questions. As usual, we review again the vocabulary. Day or night, this. High, well, beautifully. Hot to sin. Có, không, yet no question. Ăn, to eat. Nhanh, quickly. Con chim này hot hay không? Con chim này hot hay không? Con chim này hot hay không? Does this bird sing beautifully? Dạ hay. Yes, beautifully. Con heo này ăn nhanh không? Con heo này ăn nhanh không? Con heo này ăn nhanh không? Does this bird eat quickly? Dạ nhanh. Yes, quickly. Oh, thank you for watching my videos. And before we finish the video and we finish today's lesson, I wish to say cảm ơn, thank you, tạm biệt, goodbye, and see you again in my next video for the classifier quả for fruits in the northern Vietnam and trái for fruits in southern Vietnam. See you again in next video, and if you want to have the original videos and a PDF file for the lesson, please contact with me. Cảm ơn. Goodbye.